chúng sanh, chúng con một dạ chí thành cũng dược thì tùng. Đem công đức này nguyện khắp mười phương ba ngôi tam bảo: Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, cùng các vị Bồ Tát tịnh đức chúng tăng từ bi gia hộ cho cứu quyền các tổ cha mẹ nhiều đời của chúng con, cùng tất cả chúng sanh sớm rõ đường lành thoát lọc mê muội, ra khỏi đồ siêu sanh lạc quốc, nhớ mong oai đức vô cùng. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Đông Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng Thầy dạy khắp trời người. Cha lành chung bốn loài, quy y tròn một niệm, nhất Phật nghiệp ba kỳ, thiên dương cùng tan thang, ức kiếp không cùng phần. Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Lưỡi đế châu lý đạo tràng, mười phương Phật bao hào quang sáng ngời. Trước bảo tọa thân quang anh hiền, cúi đầu xin thệ nguyện quy y. Chỉ tâm lặng lẽ, Nam mô Tạng hư không biên pháp giới, qua hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiền, thánh tăng thường trú tam bảo. Chư tăng đảnh lễ, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đạo Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chư tăng đảnh lễ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thành mấy bao kiếp
tường. Các Phật rõ biết ngọn hương chi thiền, Pháp thân toàn thể hiện tiền, chứng minh hương nguyện khước liền ban cho. Nam mô Văn Trai Bồ Tát, Nam mô Văn Trai Bồ Tát, Nam mô Văn Trai Bồ Tát, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hoài hoài không trên pháp thần sâu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, nay con nghe đằng chuyên kỳ niệm, nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Đại Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Mục Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Liên Bồ Tát. Phật nói kinh bao hiếu phụ mẫu trồng ăn, một thế nọ thế con an trụ, xa về thành kỳ thu viên trung, chưa tăng câu hồi rất đông, tin ra đến số 28 ngàn, lại cũng có các hàng Bồ Tát hồi tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại lên đường cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành. Đạo ban lộ đành rành mắt thấy, nuôi thương khô bỏ đấy lâu đời. Thế con bèn gọi đến nơi, lạy liền ba lạy rồi rơi giọt hồng. Đức Na Nang tuổi lòng ai ngại, chẳng hiểu sao Phật lại đóng thương. Vội vàng xin Phật dạy thường, thầy là từ vụ ba phương bốn loài, ai ai cũng kính thầy dường ấy cơ.
đục trong cho rõ, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đông xuân dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao cốt hài. Chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoặc thân ta hoặc kẻ ta sanh, luân hồi sanh tử tử sanh, lục thân đời trước thế hài còn đây. Ta lễ bái kính người tiền bối, và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hỗn tạp chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa có coi. Nơi chiều khó xét coi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm, không còn hỗn lão nữ nam chất chồng. Đức Nam trong lòng tha thiết, biết làm sao phân biệt khỏi sai. Ngài đèn xin Phật chỉ bày, vì khó chọn lựa gái trai lúc này. Còn sánh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh. Giờ khi đã sát tiểu hình, xương ai như nấy khó nhìn khó phân. Phật mới bảo A Nan nên biết, xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoàng, đàn bà xương nhẹ đen thắm dễ nhìn. Nên có biết cỡ chi đen nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra. Sanh con ba đâu biết ra, tám học bốn đâu sửa hòa nuôi con. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. A Nan nghe vậy đi ai, xót thương cha mẹ con dạy dưỡng sinh. Đèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào báo hiếu song thân. Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần xa nghe. Thân đàn bà nhiều bề cực nhọc, sanh đặng con tập nguyệt cứu mang. Tháng đầu thai đầu tờ xương, mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhị dường như thừa đặc, tháng thứ ba như cục
biết mình. Bốn tháng đã tưởng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000. Tháng thứ tám hoàn toàn tăng phú, chín tháng thì đầy đủ góc hình, mười tháng thì đến kỳ sinh. Nếu con hiếu thuận xuôi mình ra luôn, bằng ngõ nghịch làm buồn thân màu, nó vậy vùng đạp cái lung tung, làm cho cha mẹ hãy hùng, tự đau tự khổ không cùng tỏ phân. Khi tán thức muôn phần an lạc, cũng ví như được bạc được vàng. Thế Tôn lại bảo A Nan, ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường cho đáo mọi bề. Thứ hai thanh đệ gươm ghê, chịu đau chịu khổ mọi mê trăm phần. Điều thứ ba tâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thơ sao thua nước nhảy con, miệng con no ấm chẳng nhòm chẳng dê. Điều thứ bảy không chê ô quê, giặt đồ dơ của trẻ không phiền. Thứ tám chẳng nỡ chia riêng, nếu con đi vẫn cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệp chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ngắm trao chút, dành cho con các cuộc thanh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ thánh bằng thái sơn. Phật lại bảo A Nan, nên biết trong chúng sanh tuy thiệt phần người, mười phần mê muội cả mười, không tường ơn trọng đức dày không thân. Chẳng tin quên năng trái đức
dục cù lao. Ấy là bất hiếu mặt giao, vì những người ấy đời nào nên thân. Mẹ sanh con cô mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai. Bốn năm chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi thân sản hiểm nguy chia chiếc, thanh đặng rồi tinh quyết dầm về. Vì như tộc quyết trâu dê, nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo chăm sóc, ăn đắng cay bùi ngọt phần con. Phải tắm phải giặt rửa trôn, biết rằng giờ gái mẹ tông ngày gì. Nằm phía ướt còn nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chân. Hoặc khi ghẹ chốc sắp thân, ắt con phải chịu tâm bằng tầm thương. Trọn 3 năm bố non sữa mẹ, thân gầy mòn nào nề với con. Khi con vừa được lớn khôn, cha mẹ dạy bảo cho con vợ lòng, cho đi học mở thông trí huệ. Những vợ chồng có thể làm ăn, ước mong con được nên thân. Con đau ấm tức thì lo chạy, dầu tốn hào đến mấy cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành, thì cha mẹ mới an thần định tâm. Con dưỡng dục phân bằng non biển, cơ sao con chẳng biết ơn. Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuân thì trở lại bày ngộ ngang. Hỗn cha mẹ cùng mang trợn mắt, sinh trưởng huynh nộ nạt thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân thơ phủ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sông đường không kể, tiếng khuyên rằng anh chỉ chẳng màng. Trải ngang trong bán mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng người trên. Vì lo mạng tanh quen làm bướng, chẳng kể lời trưởng thượng dài răng. Lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhìn lại càng hung. Bỏ bạn lành theo cùng chúng giữ, nết tập quen làm sự trái ngang. Nghe
lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Trước còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời lập công. Vì ràng buộc đồng công nói nợ, hoặc trở ngăn vì vợ vì con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên chứ quên thở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chí, chớ phần nhiều vui mà thôi. Sau khi phá hết của rồi, phải tìm phương thay kiếm đôi đồng xài, theo trộm cướp hoặc là bài bạc, phải tội hình tù đạt phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng. Hãy tin giữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sau sát buồn rồng. Thương con than khóc buồn rầu, có khi mang bệnh đuôi mù vẫn vương. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẻ, phải bỏ mình làm quỷ dữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, cha đình tựa đêm phố phường ngao du. Cứ mãi miết gây đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mồ sáng. Làm cho cha mẹ than vang, thành con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yếu, không ai nuôi thốn thiếu mọi điều. Ôm đau đôi đất kêu rêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hoàng. Cần lao phục dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Sống đến lúc tùng phu chức gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình. Trước còn lai vàng biên thăm, lần lần nguôi lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dưỡng dục phong thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau. Chẳng lo bao bổ cù lao, làm cho cha mẹ buồn rầu thầm thay. Nếu cha mẹ la rầy quá mắng, trở thành lòng hờn giận chẳng kiên. Chớ chi chồng đành liên miên, thì cam lòng
chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lưỡng bạn nam nữ, nói không cùng giữ tài mang. Nghe Phật chỉ rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng thầm thay. Gieo xuống mất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông, làm cho các lỗ chân lông thầy đều mau ướt đầm cả thân. Đến hôm mê tâm thần bất định, một giây lo mới tình than rằng: bọn ta quả thật tội nhân, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù. Nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ruột gan dường như nát như tan. Tội tình khó nổi than vang, làm sao trả đặng muôn ngàn ơn sâu. Trước Phật tiền ấy cầu trần tố, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân, làm sao báo đáp thù ân, tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình. Phật bèn dùng phạm tinh sao ngôn, phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ông cha nghĩa mẹ nặng nề, công phương bao đáp cho vừa sức đâu. Vì có người thăm ân giúp trả, cộng mẹ cha tất cả hai vai. Giáp vòng hòn núi tu gì, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vừa. Vì có người gặp cơn đói rét, nuôi sông thân dân hết thân này. Chương hiền tịch tán phân thay, trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng. Vì có người vì công sanh dưỡng, tự tay mình quét phùng sông núi. Chịu thân mù tối như vậy, đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đau. Vì có người cầm dao thiệt bén, mổ bụng ra rút hết tâm can. Quyết ra khắp đất chẳng tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn, tâm vào mình bất luận chỗ nào. Tuy là sự khó biết bao, trải trăm ngàn kiếp không sao đắp đền. Vì có người vì ân dưỡng dục, tự treo mình cúng Phật thế đèn. Cứ treo như vậy trọn năm, trải trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Khi có người thương nghiền ra mở, hoặc dùng dao chặt bữa thân mình.
trăm ngàn kiếp ân trên chưa đồng. Vì có người vì công dưỡng dục nuốt sắc nông thấu ruột thấu gan, lại cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thầy điều kinh khủng, giọt lệ càng khó nổi cấm ngăn. Đồng thanh bạch Phật lời rằng, làm sao trả đặng thâm ân sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử, phải lắng nghe ta chỉ sau này. Chúng người muốn đáp ơn dày, phải toàn biên chép kinh đây lưu tiền. Vì cha mẹ trì chiên cúng tùng, cùng ăn ăn những tội lỗi xưa. Cúng dường tam bảo sớm trưa, cùng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến ngày tứ tứ, thập phương tăng đều giữ lễ này. Tâm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ cô hội đặt bài cúng dâng. Đặng cầu nguyện sông đường trường tỏ, hoặc sanh về tình độ an nhàn. Đây là báo đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục sông thân của mình. Mình còn phải cần chuyên trì giới, pháp tam quy ngũ giới giữ gìn. Những lời ta dạy đinh ninh, ta nên đi tự phụng hành đừng sai. Được như vậy mới là cõi tội, bằng chẳng thì ngục tối phải xa. Trong năm đại tội kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trọng tay. Sau khi chết bị đày vào ngục, ngũ vô gian cũng gọi a tỳ. Ngục này trong núi thiết nghi, vách sơn bằng sắt vây quanh bốn bề. Trong ngục này hằng ngày lửa cháy, đốt tội nhân hết thảy thành than. Có lò nấu sắt cho tan, rót vào trong miệng tội nhân hành thành. Một vá đổ cho người thọ khổ, lột thịt ra đau thấu tâm can. Lại có cho sắc rắn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó sống. Rồi cho một ngọn lửa hồng, nướng quay chúng nó ra phần thịt thâu. Móc bằng sắt thương đau gươm giáo, trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp mày chém nay chẳng chừa,
làm cho thân thể nát nhừ như xương. Những hình pháp vô phương kể hết, mỗi ngục đều có cách kỳ riêng. Như là xe sắt phân thay, chim mưng mổ bụng trâu cày lưỡi nan. Chớ chi đặng chết liền rất đỡ, vì nghiệp duyên không nỡ hành thân. Ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sở hình phát tại tỳ ngục, rất nặng nề ngộ nghịch sông thân. Chúng ngươi đều phải ân cần thừa hành các việc ân cần phần trên, nhất là phải kinh này in chép ông tây. Như ai chép một quyển này ví bằng đang thấy một vị Thế Tôn. Nếu anh đăng ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thấy Phật vàng thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên, chư Phật cũng hộ ý như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại quá sanh về cảnh thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tư lời Thầy không quên. Vì nhớ bị ba thiên đau kiếm, khắp thân này đâm chém phân thay. Hoặc như lưới trói thân này, trải trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cơ bị chặt, phân chia ra muôn đoạn rã rời, đến trăm ngàn Phật mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quả thật cao xa. Đặt tên bao nhiêu mẹ cha cùng là ân trọng thật là chân kinh. Các ngươi phải giữ gìn chu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi Phật giải đành rành, bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui. Thầy một lòng vâng theo lời Phật, và kinh thành tin chắc vẹn quyền. Đồng nhau tụ lại Phật tiền, nhất tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Ba năm nhổ bò, kinh tháng
già sanh nhai làm lồ, quyết cùng hoàng vô thân đấu nuôi con, giáo dục vuông vòng đem đường học đạo, đệ tử ân đâu chưa báo họ phần kém hiền, giờ này quỳ trước đài sen chỉ thành cung kính, đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm, hoặc thừa tự tư hoặc hiền tham thiền, đầy đủ thiện duyên vô lòng lân mân, hộ niệm cho bảy kiếp cha mẹ chúng con, đốm nhân mưa pháp còn tại thế, thân tâm yên ổn pháp tu thiền. Đã qua đời ác đạo xa lìa, trong thành Phật quả mùa trong các đức Như Lai, khắp cõi hư không từ bi gia hộ, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thấy năm quần đều không có gì
sanh cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng đi như tượng sắc kia. Họ tượng hành thức không chia, cũng lại như vậy tổng về chân không. Sắc tướng nhân ngôn tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn chân. Chẳng sanh chẳng dứt thường chân, chẳng có chẳng tình chẳng thờn chẳng thêm. Cõi nên cõi trên không giới, thể lâu lâu vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quẩn thần, sao căn chẳng có sao trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cùng không. Tâm không tan thuốc đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hết chiên. Còn không có thân gì già chết, muôn gì là hết chết già sao. Từ đây cũng chẳng có nào không chi là chỉ có nào đắc chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều tà nhị không. Vận lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quái ngại có chi cùng bố, thức xa lìa mộng tưởng đạo điên. Tâm không gốc ráo tu duyên, niết bàn quả chứng chân hoàn toàn. Tam thế Phật ni đàn bát nhã, đạo bồ đề chính quả chánh chân. Hay bát nhã là hơn pháp môn tối thắng cõi chốn mau về. Thiệt thần chú linh chi đại lực, thiệt thần chú đúng bậc quang minh. Ây chú tối thường hoài linh, nay chú vô đằng thinh thinh oai tầm. Từ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tình lòng giác ngộ vô tư. Thiên nhiên trong thiệt bất hư, an lam tầm chú chân như thiết rằng. Yết đê yết đê ba la, yết đê ba la tăng, yết đê bồ đề tháp ba. Cõi hồng tầng đời thân tâm tuổi, kiếp phù sanh thai đổi mấy lần. Có thân nên khổ vì thân, bởi chưa chân tâm niệm lòng say mê.
di vạn tam vạn ngũ đế có toàn quân cõi thế tỏ trường những là diệu dược thần thông về đâu chưa hết mạng vong phố người thuốc minh đơn tài điện thuốc cùng mang được hết được bình nhân hữu hình hữu hoại là thân có đâu sống mấy ngàn năm trên đời cuồng danh lại năng tăng tới an công hầu sớm tối đua chen sang giàu nghèo khổ lồn then chung quê rồi cũng một phen tan tành ai lấy lần vô tầng hoàng thị tiếng anh hùng cái thế hàng vương quyết lòng thô đọt giang sơn nhà đôi đình sao hơn mạng trời chẳng ngờ đời nghĩa tầng người xong ô gian hạng vũ bỏ mình hoàng trào hàng tinh công mình thề vương đại ấm dễ mang bằng họ thạch giàu của bao kiếp kể mà bây giờ còn để lại đâu tuổi nhan hồi ấy bấm ai yếu số trong tám tâm bành tổ mạng trường chân mày với tóc bạc thân lâu tác yếu một đường sắc chi mùi tục lụy đắng cây mây nổi mà đỉnh chung nhiều nỗi nhục lòng so tài đấu trí dài khôn công danh thu quý mộng hồn vàng vương cảnh ngô thường tan thương đôi người lẽ đâu sớm tối an nhàn sanh già không tử già không mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời còn chút hơi ai ơi nghĩ lại muôn việc đời cả thầy đừng mong tâm đi ba tấc hơi đồng bao nhiêu giờ nhịp còn mong chút gì dầu của tiền vàng thiên chất chứa bực vương hồ canh tướng vinh quê ơn tâm nghĩa trọng tận tình đem ra chuộc thế mạng mình một chân có chi bằng tầm vương tế độ miễn di đà giác ngộ thiền tâm đạo là vô thượng thầm thâm nếu không sớm gặp kiếm tầm về
thân này một khi gặp gỡ để mất rồi muôn thở khó tan. Kiếp người sanh giữa trần gian nhờ nơi chưởng đặng thiện căn lâu đời. Vậy mấy lời hôm nay tình giác nguyện vong hồn phải lạc siêu sanh. Bao nhiêu những việc tiền trình bây giờ thôi cũng phải đành hoàng xong. Một khoảng đồng bạc tăng chân sát, ôi đành cho đất cát lấp người. Biệt ly là cảnh ngậm ngùi, đi tâm tán biệt ngắm mùa ngàn thu. Bóng cầm du nhìn đầu ác thế, tháng ngày qua phần quẻ một phần. Gió mưa nắng biết bao lần, cổ kim lai vãng tử sanh một đàn. Cõi vinh hoàng trần gian chung trà, kiếp luân hồi không rành khóc đi. Mong nhờ pháp lực hộ trì, đã mê tùng giác tiêu diêu lạc thành. Nguyện vãng sanh về miền cực lạc, dứt hết liền ác nghiệp trần lao. Nguyện qua kinh thấm đặng vào, trường sinh tự tại tiêu giao nhàn.
công lao biết bao thiết kể, sự đau đầu cũng thế mà thôi. Tâm ngâm giờ nghiệp vui rồi, mong mong biển khổ luân hồi cực thắng. Tầng rằng rằng cháy dậy, người say mê thấy vậy tại kêu. Tình tâm xét lại mấy điều, tiếp tô đạo đức sao siêu linh hồn. Sự giải khôn chẳng cần khôn giải, trước lỗi lầm sao phải ăn năn. Biển sâu phá cùng bằng, mây tàn gió tình bóng tay sáng loàn. Cõi ta bà có tòa cực lạc, dòng sông mê biển giác chẳng xa. Theo giáo pháp Thích Ca, tự nhiên bản tâm Di Đà phóng quang. Đã gặp đằng chưa tan dồi bước, còn tiếc chi chân bước lờ đờ. Khuyên đừng đem giả tưởng mơ, tâm năm cuộc thế như vào bị vây. Lúc quên về dứt dây thân ái, tiếp tìm thầy cầu phái quy y. Thiên trì ngũ giới tam quy, mở lòng thừa nhận sân si bài trường. Tâm là chân tam bảo, Phật pháp tăng chỉ tại lòng ta. Phật là giác tâm soi xa, giữ đàn sang suốt vượt qua cõi trần. Nghĩa chữ pháp giữ phần chánh kiến, dứt kiêu căng bỏ chuyện thị phi. Tăng là thủ tình sinh vi, sao căng trong sạch dung nhi thuận hoàng. Quần tam bảo ấy ra đôi kỳ, dứt sao trần chánh thị chân khu. Còn như bệnh tức công phu, liền tinh thần tí rùa mù cây trôi. Tâm tâm bảo vân ngồi chỉ rõ, người tu hành lấy đó thềm thang. Còn câu tam bảo thế gian, chỉ ra thể dùng đôi đàn phân minh. Phật bảo là tượng hình ra đó, để cùng vào lòng có chịu chuông. Pháp là bảo tàng chiếu chuông, những lời Phật tổ truyền xuống tu hành. Tăng bảo là lòng thành thức phục, chẳng người đời cao tóc đi tu. Của thiền minh tâm công phu, chỉ tâm vượt bên vô dư niết bàn. Nghĩa tam bảo thế gian là đó, nhờ
con mặt nước không bao giờ. Mắt là mờ tay giờ chân bước, thấy vậy mà con bước sao xong. Quê trước cửa tâm lòng, có thầy chỉ giáo và vòng tử sanh. Có thể dùng mới tròn đạo lý, thấy chẳng nhờ người chỉ cho ta. Chữ quy phân bạch ấy là trở nên hắc ám về nhà quang minh. Nghĩa chữ y nên hình mặc áo bưng làm người thánh gió bài cung. Sao người đạo đức phán cung, nước phong phao động lô vừng trăng thanh. Trong ngũa giới sắc thanh thứ nhất, người tu hành thể đức hóa thành, vật người một khi hóa thành. Chẳng nên sát hại ấy danh hành bùn. Giới đó gì dạy chừa trộm cắp, vật của người chẳng bằng tham lam. Công phu của phải bạc vàng, chẳng nên mong đi lấy lòng của ta. Giới thứ ba cấm tà sắc dục, cho từ tình lén lúc ngoài duyên. Tăng hoa lòng chớ đạo điên, tam can cũng phải tăng quyền tự thường. Giới thứ tư tăng trừ vọng hữu, cho gương đầu hung dữ thiên hoa. Ngủ xuôi lao trước lời hoa, nói qua nói lại cùng là hung hăng. Giới thứ năm tăng nhân uống rượu, biết lỗi lầm bởi cũ mà ra. Say xưa mê mùi lòng ta, dù hơn thuốc bậc phá nhà hương linh. Lễ năm giới xưa mình là đạo, dùng tam quy kiến tạo pháp thân. Từ bi hỷ xả là nhân, tình tâm là quả dạy phân rõ ràng. Nghĩa chữ đạo như đàn đi đó, xong đàn đi biết có trước sau. Dẫu mà ngàn dặm đâu đâu, nói đường mắt đặng ngõ hầu chẳng xa. Chớ bôn ba nhận ma tác Phật, uổng công tình chôn lấp tánh linh. Than ngôi biển khổ mình mình, người mù cầm lái đưa mình xa xôi. Đưa mù dắt lũ vui theo dõi, xa lửa hầm còn hỏi chi chi. Phải tìm đến bực trí chi, đạo màu mới tỏ đường đi mới cùng. Bát chánh đạo mỗi đường đã cổ, tu diệu đề là chỗ nghỉ ngơi. Đèn lòng soi sáng khắp nơi, thình thình trí huệ một trời quang minh.
Phật tâm kinh cho tinh cho suốt. Dẫu mà đường chưa thuộc cùng thông, vậy hay sắc tức thì không, chẳng nên chấp sắc mà không cùng đừng. Đạo vô cùng chấp tung là đạo lý nhiệm màu nhau rất sâu. Đạo màu khắp hết đâu đâu, cứ tâm sắc tương tìm cầu mới ra. Tuy sắc tướng nhưng mà vô tướng, vô tướng từ hữu tướng mà ra. Hữu vô chúng ở một nhà, chẳng nên chấp hữu cùng là chấp vô. Tâm hữu tướng lý vô ẩn đó, vô tướng mà tưởng có ẩn trong. Bước khỏi hai vòng mới biết đạo lý không tâm không người. Thọ vành tay gọi ai sừng thọ, chấp trước mà nói có nói không. Thử coi ba thú qua sông, ba che ngoài cửa thiện tâm lẽ thường. Ngoài vườn lửa hào hào cháy dậy, bầy trẻ thơ chơi nhảy trong nhà. Khuyên răng hắn cũng chẳng ra, mở lời phương tiện thiết ba che ngoài. Đại điện tài trừ hai còn một, một bực rồi thời một cùng không. Cho hai xử lý liền dung, cứ theo thể dụng thích trung tài nhân. Nước giận lằn bóng trăng nhấp nhãn, trăng mù vào vì an tâm hay. Làm cho nước đứng mây tan, tự nhiên sáng suốt thiền quan nhiễm màu. Đạo không trời gió đâu mà được, coi dây chưa chấp trước ngủ vô. Lần lần dưới gốc cây khô mà trong có trái gầm. Trong mắt người có người mới tỏ, sách không thầy nói ngỏ làm sao. Xưa nay giao pháp truyền tao, không thầy há dễ mật mà lên thân. Tổng thân nhân nhân cần lao tử, mình để còn thứ sự quản thành. Thiện tài ngũ thập tam thân, thiếu lâm đoạn tí thần quan lưu tiền. Coi lịch sử tiên hiền cổ thánh, biết bao nhiêu khổ hạnh tham cầu. Đạo tuy rộng lớn cao sâu, nhỏ hơn mấy bụi dễ hầu biết sao. Muốn cho khỏi ra vào tam giới, phải nhớ câu tự tại bất thành. Nhân tài mới thấy trăng thành, chớ chấp văn tự tu hành hưởng công. Nên cổ đức có ông tâm bồn,
Quỳnh sơn cư có bốn câu rằng, sơn cư thân cảnh tự thiên nhiên, đại đạo chiếu chiếu tại mục tiền. Bất thức tổ tâm thân mật chỉ, đề lao niệm Phật giữ tham thiền. Ấy là căn kẻ bảo khuyên, tại cầu giáo ngoại biệt quyền hiệu tâm. Chớ chấp trước thân âm sắc tướng, cảnh ngoại cầu vọng tưởng bảo điên. Kính lời khuyên khách hữu duyên, biết nghe chỉ đạo cho thiền mời. Mình có ở ngoài đâu sang
bậc ấy là con thương. Tháng ngày thăm thoát bóng câu đã qua cửa sổ về hầu thở lui. Thiền căn phước bà tài rồi, đèn kia mai sáng ngọc rồi mới sinh. Dòng lục dục thất tình ấy là khỏi lưới vô minh vướng nhầm. Rõ ràng trước tội tại tâm mình mà mình chịu chẳng lầm chẳng sai. Mau tham tràn khắp xưa nay, lời danh biết mấy cho đầy lòng ai. Chớ ham chen lắm đua bơi, hay rằng có sức có tài là không. Dương còn biết mến trăng trong, người ta vào chốn bụi hồng làm chi. Hãy theo chánh lý mà suy, xét cho thấu đạo vô vi đạo thường. Sắc trầm về đắm về hương, đừng ham những cảnh vô thường thế gian. Cho hay hoa nở cùng tàn, sao càng kêu lớn càng tàn sắc nhiều. Chỉ bằng tìm chốn tiêu yêu, nương theo cõi Phật khỏi điều thị phi. Nhìn lòng hai chữ từ bi, sớm trường hận miệng hiểu thì tự sanh. Đà Phật chứng minh, chỉ tâm quy mạng phù tính chẳng còn. Còn nhiều phước hướng về sau, rõ thâm mùi đạo nhiễm màu càng say. Qua đêm chính phẩm chân tay, Tây phương tình độ có người vào.